xin chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà xem biết cái dàn của Kalin nha. Hôm nay ăn gà chiên. Gà chiên. Hôm nay không có nấu ăn cả nhà ơi, đi Costco mua. Mua con gà này cả nhà, quá trời bự luôn. Có 5 đô rồi cả nhà. Đây, về cái mình bỏ vô lò chiên hổng dầu á, mình nướng lại cái cho nó vàng rồi cả nhà. Quá trời nóng luôn, quá trời ngon luôn, với lại có thêm tôm hấp. Tôm hấp. Nước dừa. Đây. Nhìn hoành chén ha cả nhà ha. Nhanh gọn lẹ luôn. Đồ ở trong đó dầm bỏ rồi. Đúng rồi, lấy nước dừa ra hấp xong rồi để vô lại. Với mới ra ngoài hái một mớ rau răm nè cả nhà. Mùa này là bắt đầu rau nó lên đó. Với lại có sách. Yeah, cái này là muối tiêu chanh. Ồ, yeah. Cái này là với lại ketchup. Sốt tùm lum tà la tự chế cả nhà ơi. Ngon lắm á. Rồi, đói bụng quá trời luôn á, chưa ăn gì luôn. Đình đi học về chưa ăn gì luôn. Rồi đi mua con gà này về ăn khỏi nấu cơm. Con gà này là ăn không hết đâu cả nhà. Ăn cầu 2 ngày á, tại nó bự chà bá luôn. Mời cả nhà cùng ăn với gia đình ở Cali nha. Mời nhà ăn cái con nha. Yeah, rồi Đình ăn nhà mà má lấy cho. Mặc cái này trước. Mặc cô tay vô hả? Cho cái tay dơ làm biến rửa tay. Trời ơi, làm biến rửa tay cho không tay dơ nữa. Trời ơi, thiệt tình má, vậy luôn má hả? Má có một cái luôn rồi. Mình là thích chấm với muối tiêu chanh cả nhà ơi. Ăn cái gì, mấy cái hải sản, mấy cái gà nướng mà chấm muối tiêu chanh là ngon nhất ha. Rau răm quá trời tốt luôn cả nhà. Ra hái mớ nè. Hái để cho nó lên mấy cái khác nữa, chứ không ăn nó để nó già cả nhà. Đây mà má lấy cho. Gà nóng lắm á, mới nướng ra luôn á. Mà nướng hai lần luôn á. Nướng hai mặt. Tại nó nấu rồi, giờ mà má nướng hai lần xong. Tại vì nó chưa có vàng quá, má không thích, má phải nướng lại nè cho Đình Đình. Cái gì vậy? Cứ là kiếp chích. Cái phục câu. Đây Đình ăn cái đùi ha. Đình lấy một cái. Ờ Đình lấy đi. Ờ Đình tự bẻ đi. Đình được nóng quá. Đây má bẻ cho. Wow! Vàng quá trời vàng, ngon quá ha cả nhà ha. Mời cả nhà ăn gà nha. Mời cả nhà ăn cái con. Nóng nha. Đó, Đình Đình là mấy món này là khoái khẩu của Đình rồi. Mình cũng ăn cái cánh luôn cả nhà ơi. Wow, nó nướng mềm luôn. Gà này lâu lâu ăn cũng ngon lắm cả nhà. Gà này của gà Mỹ, thịt nó mềm lắm. Nhưng mà lâu lâu mình ăn ngon, chứ không muốn ăn hoài ngán lắm. Ngon quá. Con gà vậy mà có thì cán cái xương luôn. 4 đô 99 à. Các bạn con này là cán cái xương nè. Ngon quá. Nướng lại ngon cái nha. Nướng lại nó vàng cái da, nó giòn cái sợ. Và chấm này cay cay ngon quá. Nó nóng. Nóng quá. Rau răm Đình. Đình thích rau răm đó nha. Ăn này có rau răm ăn ngon ha. Chấm muối tiêu chanh. Wow. Hết phải luôn. Thôi nè. Chấm ba cái có ngon không? Ba loại sốt luôn. Cái này thích ăn nào chấm đó. Mình là muối tiêu chanh. Cái da nó vàng á, ngon quá. Cái này nó cướp gia vị luôn rồi cả nhà. Vừa ăn luôn rồi. Tại vì mình thích chấm chấm á. Cái xương nó mềm luôn cả nhà. Đúng ha. Gà này người ta mua nhiều lắm cả nhà. Thái vừa rẻ. Hỏi là nó rẻ luôn. Thái vừa nướng ra là người ta lấy con người ta lấy 2-3 con luôn á. Nó ngon lấy rẻ nó rẻ. Nói mình mua con gà về mà mình ướp mình nướng là cả buổi trời. Thôi đi ra mua con gà này. Ăn cho nó khỏe luôn.
cao quá. Ừ. Rồi ăn tôm. Tôm này hả? Bự bự không à. Wow. Hấp xong mình để vô trái dừa, mình lấy cái nước nữa mình hấp á để ngọt á. Ngọt quá. Để nổi không? Ôi, dữ dội luôn. Wow. Nhăn cái mâm luôn, xong luôn á. Đỡ hôm nay mới lấy chưa? Quá wow, nguyên cái đùi luôn nè cả nhà ơi. Quá trời ngon luôn. Thịt nó ở trong nó cũng còn giống như là không bốc khô cả nhà. Nhìn hấp dẫn luôn. Đây. Cảm ơn. Ok. Ăn là no luôn rồi đó. Thích ăn cái này thôi ạ. À? Ồ, thích ăn cái da. Rồi thích ăn cái da thôi à. Tôm tươi. Tôm tươi quá cả nhà. Hồi sáng đi chợ đó. Tôm này nè, thấy nó bự quá trời. Ừ. Mà nó đang giảm giá nữa, mình mua mấy phao luôn. Trời ơi, nó dính. Tôi đi. Lấy ít dừa. Mình nấu nó ngọt quá trời luôn. Quá trời đã luôn. Đồ đông tôm mới lọt cho con. Ngon Đình ha. Wow. Đúng món của Đình rồi. Mỹ. Đúng món rồi đó. Khoái lắm. Rất gà. Rồi bốc khói còn bốc khói nữa cả nhà. Mẹ làm hai lần nó bốc khói nhiều. Nè cho con nè. Cảm ơn. Ok. Tôm bự quá cả nhà. Trời. Ngon không nói nên lời. Nó định ha. Ha chắc tại đang đói. Ừ. Chấm với sốt cay. Sốt này là Đình tự chế nha cả nhà. Sốt lấy à, Đình lấy nha. Lấy gì đây nè? Chấm cái sốt đó nó cao trời. Chua chua. Trái cây. Mặn mặn. Ngon quá. Đình vô đói quá ăn quá trời không cụm ly cụm gì hết trơn. Nướng á, mình nướng thêm mấy phút mà Đình hỏi xong chưa, xong chưa, đói quá đứng hối hoài. Ngon quá. Để cái ly để cái chùa nè. Để ôi anh nóng quá. Được, nóng quá. Ngon lắm. Mày ăn tới đâu xé tới đó ngon cả nhà. Wow. Ngon quá. Ừ. Ủa, nướng vàng khè luôn cả nhà thấy không? Mình nướng hai mặt hết cho nó vàng á, ăn nó đã. Ui. Giết cái đùi ra luôn. Đổ vậy? Ừ, kệ nó đi. Wow. Vàng hấp dẫn luôn. Ở đây cả nhà. Cái gì chứ mắt chứ gà là rẻ nhất luôn á. Gà là rẻ nhất. Ngon. Kia làm
Đình ăn cái đùi đó là Đình no luôn. Ba cái món luôn, ba cái món luôn. Mình thích ăn mấy cái này nè cả nhà. Nó có cái gân dai dai. Nhai ngon ha. Ba cái luôn. Xương mềm luôn. Ngon quá. Hôm nay ít chị qua. Đình không có sức bẻ luôn nè, tao nhẹ nhàng thôi. Trời ơi, cái gì mà giật tới ghê vậy? Đình không có ăn mấy này. Cái này giòn ngon quá. Ngon quá, không nói gì nữa. Ở bên đây mình không có tôm sú cả nhà. Toàn tôm này không. Tôm sú ngon ha. Đây không có. Tôm càng nữa. Có mà cũng đông đá cả nhà. Mua mấy lần thấy không ngon. Thấy không có ngon á. Giống như làm lên nó bở lắm. Không thấy ngon, mua mấy loại luôn. Cho nên mình ít có mua tôm càng. Tôm này ăn thấy cũng ngon nè. Đi học đó. Hả? Làm sao? Đi học làm sao? Đi học đó. Có ít không quật. Hôm nay hả? Cái câu gọi của cô giáo khác. Cô giáo kia nó bệnh. Cô giáo kia bệnh hả? Ít bài tập về nhà cái gì? Phải không? Đình ăn cay cũng dữ ha, chấm nó cũng dữ ha, dữ dội ha. Nó cao quá. Pha cho đã, kêu cay quá. Tabasco á, cái loại đó cay lắm á. À, Đình ăn tôm đó không? Đình không thích tôm cả nhà. Ăn ăn cho có ăn vậy thôi chứ không thích. Thích gà thôi à. Ăn rau rồi. Ăn rau vậy chơi rồi. Quên. Rau nhà chồng. Không thuốc. Không gì hết. Mùa đông ngủ hết. Tưởng nó là chết ngắt hết rồi. Không thấy luôn mấy cái cây, mấy cái rễ gì. Nằm ở dưới đó cả nhà. Giờ bắt đầu hả, mùa xuân. Trời lên. Lên quá trời luôn. Ngon quá. Con vịt. Con chim kêu. Con vịt. Mùa này là chim kêu. Quả kêu. Quá trời con luôn á. Con két, con gì quá trời luôn. Kêu. Wow. Ăn một phát no dễ sợ luôn. Đình chưa có no. Đình chưa no, Đình ăn đi. Đình rất là ngon. Rất là thế không, ăn gạo vô đỡ ngán phải không? Có gạo ăn ngon không đỡ ngán. Em lấy miếng giấy cho. Cho miệng. Ngon không? Làm gì? Đúng món rồi, phải ngon thôi chứ. Nè, nè. Đà ọt. Đình ọt hả? Ngon quá. Ăn thêm miếng gà nữa cả nhà. Ăn cho no luôn. Ây da, đeo vô. Đeo này tiện. Đây Đình lấy sẵn luôn. Đình
ăn uống thì mình riết quen rồi, mình lấy sẵn bao tay luôn, nó ghê. Đình biết ăn cái này là ăn bốc mà, phải không Đình? Đình biết ăn gà là ăn bốc mà. Ui da, chấm muối tiêu chanh. Ngon quá. Cái da nữa. Cái da nó giòn béo. Nào vậy nữa rồi. Định đi học á, ngoài nắng nữa cả nhà, đen thui tù lùi, hơi thấy mặt đen dữ vậy đó. Mùa hè còn đen dữ nữa, mùa hè nắng giả man luôn còn đen dữ nữa. Đâu á, giờ đi biển, mốt đi biển đồ chơi nữa, trời ơi đen như mọi luôn. Ta nhớ miệng đen. Ngon quá. Ngon quá hả? Quốc nguyên cái đùi bự chà bá hết luôn rồi, xương thông à. Ơi nó cười dữ dội luôn. Thôi hết rồi đưa má. Rảnh quá. Trời ơi trời, ăn hết đưa má. Thôi đi. No quá. No quá à. Má cũng no quá. Quá đã luôn ha. Đâu. Trời ơi, còn liếm nữa. Cái gì vậy? Vô miệng đi. Clip của mình đến đây là kết thúc nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của gia đình nhỏ Kali. Ủa gì vậy? Chào tạm biệt cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà xem clip cái gia đình vật thương nha. Vẫn cái trường đi subscribe nha. Cảm ơn cả nhà xem clip cái gia đình vật thương nha. Bye bye. Bye bye. Hẹn cả nhà video clip tiếp theo. Bye bye. Bye.